Chào cả nhà, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại đường 72 khu vực Nghi Phú, ngay trước Toyota Sông Lam. Phía trước là cái điểm giao giữa đường 72 và đường Trương Văn Lĩnh, Nghi Phú. Phía trước là trước đây ấy, là trường Nghi Phú, trường cấp 1, cấp 2 Nghi Phú. Thì bây giờ là họ cũng giải tỏa và cũng chuẩn bị làm đường rồi. Hôm nay thì mình sẽ đi thực tế một số điểm tại khu vực đường 72 mà hiện tại là nó chưa được giải tỏa và chưa thông. Hôm trước đọc trên báo Nghệ An ấy thì mình thấy hàng chục hộ dân là chưa giải phóng được mặt bằng. Thì mình cũng thấy thật sự là bất ngờ, bởi vì trong đầu mình cứ nghĩ đinh ninh là cuối năm nay là kiểu gì đường 72 nó cũng thông. Nhưng mà nó thật sự là đến thời điểm này là mình thấy cảm giác rất chậm. Hiện tại thì thành phố Vinh là một số tuyến đường là mình thấy người ta đang sửa lại, người ta đang sửa và làm đẹp lại. Mình đang đi theo cái con đường men theo đường 72m, bởi vì đường 72 là chưa thông. Khu vực này là thuộc Nghi Phú. Đất mặt đường 72 ở Hưng Đông ấy, bữa trước thì thấy có một số người báo giá với mình là trên dưới 30 triệu một mét vuông. Rồi ở quán bao là cũng bốn mấy triệu một mét vuông rồi. Cá biệt trước đây có ông chủ đất ông gửi mình là 70 triệu một mét vuông. Đương nhiên là ông ấy gửi giá như vậy là một chuyện, nhưng mà quan trọng có người mua hay không thôi. Hiện tại là mình chưa thấy ai mua cả. Cái khu vực này là đường Chu Trạc này, đường 72 sẽ cắt qua khu vực này. Trước mặt là có một cái nhà và chắc chắn là đường 72 sẽ đi qua cái nhà này. Đường Chu Trạc này khả năng là nó sẽ kết nối với đường 24m ở Hưng Lộc. Đây mọi người thấy không? Chính xác luôn. Đường 72 sẽ đi qua khu vực này. Đấy, sẽ đi qua khu vực này. Cái nhà hồng này là sẽ mất này. Cái nhà hồng này khả năng là sắp tới cũng di dời. Cây cầu này, mà cái cầu mà xe mình sắp đi qua là cũng sẽ bị phá. Đấy, đường 72 đấy. Đầu kia là một cái khu tái định cư. Một cái khu tái định cư thuộc Nghi Phú. Mình đang chạy theo cái đường mà đi ra đường 35m và giao với đường 72, ngay gần chỗ Đức Hậu. À, phía trước là đường 72 đấy, phía trước là khu vực người ta đang thi công đường 72. Đó, mọi người thấy không? Đường 72 hiện tại thì nó chưa thông được. Đấy, cả một đống vật liệu đổ vào đấy. Đây, mình thấy tiến độ quá chậm. Và riêng cái đường này ấy, là nó gia hạn đi gia hạn lại bao nhiêu lần rồi mà mãi vẫn chưa xong. Không biết quyết tâm ở đâu, quyết tâm của những người lãnh đạo nằm ở đâu. Ngày xưa ông cha ta đi làm đường Trường Sơn, người ta làm hàng trăm km trong một khoảng thời gian ngắn. Người ta xây dựng một cái hệ thống mạng lưới giao thông chằng chịt chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy mà thời điểm này được sống trong điều kiện hòa bình mà người ta thi công hết sức chậm chạp. Mình phải rẽ vào khu tái định cư Nghi Đức rồi mới men ra khu vực thi công đường 72.
Hôm nay chúng ta sẽ không bàn về giá đất quá nhiều, rồi bất động sản, mà mình chỉ muốn cho các bạn biết là đường 72 nó đang làm như thế nào. Mình thấy các cấp lãnh đạo chưa đủ quyết tâm. Có thể là những cái vấn đề liên quan đến tài chính. Kể cả trong công việc hay là trong bất cứ chuyện gì cũng vậy, cái gì càng phải có deadline thì người ta mới có chủ tâm hoàn thành. Luôn luôn phải có deadline, hạn cuối. Tâm lý con người bao giờ cũng thích chây, cũng thích chậm chạp. Đây, khu vực này là giao với đường Bùi Thế Đạt này, đường 72 giao Bùi Thế Đạt này. Đó, thi công vẫn chưa có cái gì cả. Mình không thấy cái sự khẩn trương hay vội vã. Mình không thấy không khí khẩn trương ở đâu cả. Rất chậm chạp, máy móc. Thấy rất chậm. Thi công một tuyến đường lớn mà chỉ có chừng này máy móc thì ăn thua gì. Chuẩn bị đi vào địa bàn Nghi Phong. Địa bàn Nghi Phong thì thông hết rồi. Bây giờ chỉ chính ở Nghi Phú, Nghi Đức thôi. Nếu mà mình là một người lãnh đạo ấy thì mình gọi là mình sẽ ra tối hậu thư. Mình sẽ ra tối hậu thư. Đến ngày đó mà anh không thông được đường cho tôi ấy thì anh biết phải làm gì rồi. Thậm chí là người dân bây giờ cũng không thể là cũng không nên là đòi hỏi chính quyền một cách quá đáng. Kể cả người dân đến ngày đó mà không chịu giải tỏa, không chịu nhận đền bù thì cũng phải có phương án. Đương nhiên là cái giải pháp đền bù nó phải phù hợp với nguyện vọng của người dân. Thật sự là cái việc trì trệ chậm thông đường ấy là nó ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nhớ like, comment và chia sẻ. Xin cảm ơn.